Hôm nay mình hái đợt nhãn lồng nấu canh nha mọi người. Đây trái nhãn lồng dễ thương lắm nè. Cái đợt này mình ăn được rất là mát luôn nha cả nhà. Cái này mình nấu canh ăn rất là mát. Đây nha mọi người, mình hái mồng tơi với lại bông mồng tơi để nấu canh. Hai bông mồng tơi rất là nhiều luôn. Bông mồng tơi này chút nữa mình sẽ xào ăn rất là ngon luôn. Mình hái những cái bông non á cả nhà. Cái bông mồng tơi nhìn đẹp lắm nha cả nhà. Nó còn non rồi, nó màu hồng với màu xanh vậy nè. Còn nó già là cái hạt nó màu đen vậy. Cái hạt này là mai mốt mình làm giống được, gieo giống được. Sống ở dưới quê thì thích lắm, muốn ăn gì thì ra vườn hái một tí rồi vô ăn thôi, khỏi phải đi chợ, mà ăn rất là mát luôn. Tại vì đồ mình không có phân thuốc gì hết á, chỉ tưới nước thôi nên là ăn rất là ngọt. Nhiều đây là mình đã đủ một bữa ăn rồi. Bye bye.